Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ ba, ngày 19 tháng 7 năm 2022. Loan Lộc xin kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thật nhiều niềm vui. Huntington Beach, California đóng cửa một phần bãi biển vì cá mập xuất hiện. Phát hiện nguy hiểm từ vi khuẩn ăn thịt người trong hào sống. Bệnh đậu mùa khỉ tăng cao ở New York, người dân kéo nhau đi chích vaccine, 7 phút chích hết 9.200 mũi. UC Irvine của California yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà trong khuôn viên trường học. Xe bọc thép chở đá quý và trang sức cả trăm triệu đô la bị cướp ở Nam California. Thi thể bốc mùi trong khu mobile home ở Huntington Beach, một người đã bị bắt. Nhiều nhà hàng ở Mỹ phải đóng cửa thuê thêm bảo vệ để đối phó với tội phạm. Chiến dịch Don't Run Joe ra đời trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Xe Tesla vẫn dẫn đầu đăng bộ ở Mỹ bất chấp cạnh tranh gay gắt. Đệ nhất phu nhân Ukraine đến Mỹ thực hiện chuyến công du quan trọng. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đe dọa ngăn Thụy Điển, Phần Lan vào NATO. Tin Việt Nam, phi trường Tân Sơn Nhất để lọt hành khách mang dao lên máy bay. Thưa quý vị, tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, Huntington Beach, California đóng cửa một phần bãi biển vì cá mập xuất hiện. Một phần biển Huntington Beach bị đóng cửa vào trưa ngày thứ Hai 18 tháng 7 vì cá mập xuất hiện theo đài ABC7. Trang Twitter của thành phố Huntington Beach cũng đã ra thông báo vào lúc 2 giờ 19 phút rằng bãi biển Sunset Beach từ đường Warner cho đến đường Anderson đã bị đóng một vài tiếng đồng hồ để giữ an toàn cho cư dân. Thông tin về việc mở cửa bãi biển sẽ được thông báo trên website của Huntington Beach. Hiện không có báo cáo thương tích ở thời điểm này. Huntington Beach là một trong các thành phố thuộc vùng Lido Sài Gòn, miền Nam California, nơi có nhiều người Việt sinh sống nhất hải ngoại. Huntington Beach còn được mệnh danh là thành phố Surf City, lướt sóng của Mỹ. Cuộc thi lướt sóng lớn nhất thế giới cũng sẽ được tổ chức từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 mùa hè năm nay. Vào năm 2020, bản cảnh báo cá mập được dựng ngoài bãi biển Huntington Beach khi người dân đã phát hiện có con cá mập dài từ 4 đến 6 feet. Hàng năm, vào thời điểm mùa hè thì cá mập thường xuất hiện. Tuy nhiên, nhà chức trách chỉ đóng cửa bãi biển khi có những con cá mập dài trên 10 feet. Trong trường hợp này, bãi biển sẽ bị đóng một dặm về hướng Bắc, một dặm về hướng Nam, tính từ vị trí mà cá mập đã xuất hiện. Phát hiện nguy hiểm từ vi khuẩn ăn thịt người trong hào sống. Cơ quan phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ FDA đã cảnh báo, trong thời gian vừa qua, đã có vài người bị nhiễm khuẩn do ăn hào sống. FDA cũng đang nghiên cứu đây có phải là vi khuẩn ăn thịt người có chứa trong hào sống bị nhiễm khuẩn. Một người đàn ông 71 tuổi ở Mỹ đã thiệt mạng sau khi ăn hào sống. Người đàn ông này đã ăn phải hào sống nhiễm khuẩn Vibrio vinificus tại một nhà hàng ở Sarasota và tử vong sau 2 ngày nhập viện. Vào đầu năm nay, cũng có một phụ nữ ở Texas đã chết sau khi ăn hào sống trong khi đi nghỉ ở Louisiana. Vài ngày sau khi ăn, cô đã rơi vào tình trạng khó thở, những vết loét và phát ban phát triển ngày càng nặng nề và tử vong sau 3 tuần. Những vết loét do nhiễm khuẩn Vibrio. Vi khuẩn này thường được gọi là vi khuẩn ăn thịt người. Có khoảng 12 loài Vibrio sống trong nước biển hoặc nước lợ mà hào có thể tiếp xúc. Hào ăn bằng cách lọc nước. Nếu nước bị nhiễm khuẩn xấu, hào cũng có thể bị nhiễm khuẩn theo. Theo FDA, vi khuẩn Vibrio thường gây ra các triệu chứng tiêu hóa như là tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng. Nhưng những người có vấn đề về y tế như là bệnh gan, bệnh tiểu đường, rối loạn dạ dày hoặc các tình trạng khác mà nhiễm khuẩn thì hệ miễn dịch sẽ bị suy yếu một cách nhanh chóng, dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Bệnh đậu mùa khỉ tăng cao ở New York, người dân kéo nhau đi chích vaccine, 7 phút chích hết 9.200 mũi. Thành phố New York, nơi đang bị phát bệnh đậu mùa khỉ mạnh nhất, đang trong tình trạng chật vật để tìm kiếm nguồn vaccine để chích cho những người có nguy cơ cao. Giữa cái nóng oi bức của trưa hè tháng 7, một hàng dài lứa tuổi từ 20 đến 40, toàn là nam giới, đứng chờ đến lượt chích vaccine phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ ở trung tâm chích ngừa ở Bushwick, Brooklyn. Nhiều người cảm thấy vô cùng may mắn khi nhận được lịch hẹn chích ngừa trong bối cảnh thành phố New York đang thiếu vaccine. Cách đó 2 ngày, website của thành phố đã đăng vào lúc 6 giờ chiều là có 9.200 mũi vaccine phòng đậu mùa khỉ và số vaccine này đã nhanh chóng chích hết trong vòng chỉ 7 phút. Vài ngày trước thì website đã bị sập vì lượng truy cập quá tải. Thành phố New York hơn 8 triệu dân chứng kiến số ca đậu mùa khỉ tăng mạnh hồi tuần trước với 461 ca bệnh được ghi nhận vào ngày 15 tháng 7 kể từ khi Mỹ trải qua đợt bùng dịch vào hồi tháng 5. Vào ngày 11 tháng 7 thì con số này chỉ mới có 223 ca.
Một chuyên gia phân tích dữ liệu 23 tuổi đã lưu ý rằng những người đã dành nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội nhất sẽ có cơ hội cao để đạt được lịch chích ngừa trên website. Một người khác thì nói rằng anh ta phải ngồi trước cái máy tính và liên tục refresh lại cái trang web cho đến khi lấy được lịch hẹn. Vào thời điểm mà anh xếp hàng đi chích ngừa thì cả bạn trai và bạn thân của anh vẫn chưa lấy được lịch hẹn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ai cũng có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ thông qua tiếp xúc gần. Tuy nhiên, hiện nay Mỹ chỉ chích vaccine Jynneo cho đối tượng là nam giới đồng tính. Dẫn lời tiến sĩ Scott, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cảnh báo có lẽ là đã quá trễ để kiểm soát và ngăn chặn đà lây lan của virus đậu mùa khỉ ở nước Mỹ. UC Irvine của California yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà trong khuôn viên trường học. Bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 7, Đại học UC Irvine yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang bên trong vì tỷ lệ truyền bệnh trong cộng đồng đã tăng cao tại Orange County. Trong một lệnh mới, Viện trưởng Howard Gilman cho biết các quy tắc khẩu trang sẽ giúp giảm những khả năng tiếp xúc và lây truyền dịch bệnh trong khu vực do UCI kiểm soát và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng trường học. Lệnh này áp dụng cho bất cứ ai trong khuôn viên của UC Irvine và nhân viên làm việc bên ngoài khuôn viên. Bất cứ ai bên trong các tòa nhà của trường học, trên phương tiện giao thông công cộng hoặc trên xe UC Irvine cùng với người khác đều phải bịt khẩu trang với ít nhất 2 lớp và che kín mũi và miệng. Các sinh viên trong phòng ký túc xá hoặc trong không gian riêng biệt, chẳng hạn như văn phòng thì được phép cởi khẩu trang, lệnh cũng cho biết. Trẻ em dưới 2 tuổi và bất cứ ai đang hoạt động thể thao ngoài trời hoặc đang tham gia thể thao trong nhà đã được phê duyệt cũng được miễn trừ quy định đeo khẩu trang. Mặc dù là số ca bệnh đang tăng và các giới chức y tế của Los Angeles County cho biết yêu cầu về khẩu trang có thể đang được tiến hành tại đó, nhưng những quy tắc đó chưa cần phải áp dụng vào thời điểm này tại Orange County, trừ khi có lệnh của tiểu bang. Xe bọc thép chở đá quý và trang sức cả $100 triệu bị cướp ở Nam California. Tin từ Los Angeles, California, nhà chức trách vào ngày Chủ nhật 17 tháng 7 cho biết số đá quý và đồ trang sức trị giá có thể lên đến cả $100 triệu đã bị lấy cắp mất trong một vụ cướp xe bọc thép ở vùng Nam California. Bà Dana Callahan, phát ngôn viên của công ty an ninh Brink, cho hay chiếc xe tải bị cướp vào sáng sớm ngày 11 tháng 7 gần Los Angeles. Chiếc xe bọc thép của công ty Brink đang trên đường đến một cuộc triển lãm đồ trang sức ở thành phố Pasadena. Vào sáng sớm ngày 11 tháng 7 thì bị cướp ở thị trấn Fraser Park trong vùng núi non và sau đó đã bị bỏ bên đường theo giới hữu trách. Theo bà Brandy Swanson, một giới chức thuộc công ty tổ chức cuộc triển lãm về thời trang ở San Mateo, thành phố nằm về phía nam của San Francisco, thì số đá quý và đồ trang sức này được chất lên xe của công ty Brink ngày 10 tháng 7 để chở đến cuộc triển lãm khác tại Pasadena Convention Center phía đông bắc của Los Angeles. Bà cho hay có khoảng 25-30 túi đã bị lấy cắp và không rõ tổng số giá trị của đá quý và trang sức này. 18 nạn nhân đã báo cáo thiệt hại hơn $100 triệu. Trong khi đó, bà Callahan nhận định con số dưới mức $10 triệu đó là tính theo trị giá được bảo hiểm. Theo thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trước khi họ chuyển hàng, tổng giá trị của những món hàng bị mất nằm dưới $10 triệu. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan công lực và sẽ hoàn trả đầy đủ cho khách hàng giá trị tài sản bị đánh cắp. Đúng với các điều khoản trong hợp đồng của chúng tôi, Prince đã tuyên bố. Bà Laura I. Miller là phát ngôn viên của cơ quan điều tra liên bang ở Los Angeles cho hay vụ cướp diễn ra ở gần thành phố Lancaster phía bắc của Los Angeles. Cảnh sát đang phối hợp với chính quyền địa phương nhưng hiện chưa thể cung cấp thêm thông tin. Theo bà Swanson, cho biết những người bán hàng tham dự nhiều buổi triển lãm và bán đồ trang sức thường không có đủ khả năng trả đủ tiền bảo hiểm cho các mặt hàng của họ nên thường hay khai dưới giá trị bảo đảm cho các mặt hàng. Đây chính là điểm khác biệt. Một số người thậm chí mất toàn bộ kế sinh nhai, bà nói. Công ty International Gem & Jeweler đã tổ chức khoảng 45 buổi triển lãm trên toàn quốc cho mỗi năm. Thi thể bốc mùi trong khu mobile home ở Huntington Beach, một người đã bị bắt. Một người bị cảnh sát bắt để điều tra sau khi giới chức công lực tại Huntington Beach đào lên được một thi thể bốc mùi hôi trong khu mobile home thường được gọi là nhà tiền chế. Hồi cuối tuần qua, theo đài truyền hình KABC7, cảnh sát được gọi đến khu mobile home trên đường Slater Avenue vào trưa ngày thứ Bảy, 16 tháng 7, sau khi một số cư dân nơi đây báo cáo có mùi hôi bất thường trong khu vực.
Giới hữu trách đến điều tra và sau đó đào lên được thi thể của một người phụ nữ ở phía sau một căn nhà trong khu mobile home này. Hiện chưa rõ người này đã chết bao lâu và nguyên nhân gây ra cái chết là gì. Báo cáo sơ khởi của cảnh sát gọi đây là cái chết đáng nghi ngờ. Một người sau đó đã bị bắt vào lúc giữa đêm, về sáng ngày Chủ nhật, danh tính của người này chưa được tiết lộ. Hàng xóm chung quanh rất bàng hoàng về sự việc này. Họ cho biết rằng khu vực mobile home này rất là yên tĩnh và thích hợp cho đời sống gia đình. Họ cũng nói rằng thường thấy trẻ nhỏ chơi đùa ở căn nhà nơi thi thể được phát hiện. Một người cư dân đã nói, bắt đầu ngửi thấy mùi lạ trong cuối tuần. Bà cho biết đây là mùi hôi rất bất thường, chúng tôi nghĩ rằng có chó hay mèo gì đó đi bậy. Và sau đó chúng tôi không thể ngờ việc đó ghê gớm như vậy, cho tới khi cảnh sát nói là họ đã tìm thấy một thi thể. Cuộc điều tra hiện còn tiếp tục, nhà chức trách kêu gọi ai có tin tức thì hãy liên lạc với sở cảnh sát Huntington Beach ở số điện thoại 714-375-5066. Wow, cái khu mobile home này á, rất là nhiều nhà sang trọng và đẹp thưa quý vị. Mình đừng nghĩ mobile home là những ngôi nhà nhỏ, không đâu, ở trong đây có những ngôi nhà mà giá trị gần lên tới gần 300.000 đô la thưa quý vị. Và nhà thì khi mà mình bước vào trong nhà, mình không nghĩ đó là một căn nhà mobile home. Rất là khang trang, rất là đẹp và hiện đại. Cách đây mười mấy năm thì Lộc và Loan có vào một cái ngôi nhà ở khu mobile home này quý vị. Cũng chính là nơi này luôn. Thì bước vào ngôi nhà thì mình rất là thấy đẹp. Đẹp lắm, như là một căn nhà bình thường ở ngoài. Và xung quanh cái khu này thì cũng rất yên là tĩnh. Sạch sẽ, yên tĩnh và rất đẹp. Nhiều nhà hàng ở Mỹ phải đóng cửa, thuê thêm bảo vệ để đối phó với tội phạm. Nhiều công ty, nhà hàng và cửa hàng tạp hóa ở Mỹ cho hay đang hạn chế giờ làm, chi tiêu nhiều hơn cho an ninh và đóng cửa hoàn toàn nhiều cửa hàng để đối phó tội phạm ngày càng tăng cao. Starbucks gần đây cho hay đã đóng cửa vĩnh viễn 16 cửa tiệm ở Mỹ sau khi nhân viên báo cáo các sự việc liên quan đến sử dụng ma túy và nhiều hành vi xấu khác. Và cũng có thể họ sẽ phải đóng thêm nhiều cửa tiệm. Theo bài viết do báo Wall Street Journal đăng vào ngày 17 tháng 7, trong một diễn đàn nội bộ tại trụ sở chính của Starbucks, giám đốc điều hành tạm thời Howard Schultz nói rằng các cửa tiệm đã có lời nhưng công ty đang đóng cửa vì lo ngại về an toàn của nhân viên. Chúng tôi đang phải đối mặt với những thứ không phải dành cho các cửa tiệm. Chúng tôi đang lo lắng nghe nhân viên của mình và đóng cửa tiệm, ông Schultz cho hay. Ông cho rằng chính quyền địa phương phải làm việc nhiều hơn nữa để chống tội phạm và những bệnh tâm thần khi nhu cầu giải quyết vấn đề an toàn ngày càng gia tăng. Những cơ sở trong lĩnh vực thực phẩm và người tiêu dùng đang gia tăng mối lo ngại về tội phạm trong lúc mà người tiêu dùng trở lại việc mua sắm tại các cửa hàng và ăn uống bên ngoài sau khi chính phủ và doanh nghiệp dỡ bỏ các hạn chế phòng chống dịch COVID-19. Và khoảng 44% trong số 1.005 người trưởng thành được khảo sát từ hồi đầu tháng này cho biết họ rất sợ hãi khi ở nơi công cộng vì hành vi xấu và bạo lực gia tăng, tăng từ 39% trong tháng 3. Theo một cuộc khảo sát trực tuyến quốc gia của công ty nghiên cứu dịch vụ Lisa Miller Associates LLC, tội phạm bạo lực ở Mỹ gia tăng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, với nhiều thành phố, trong đó có Seattle, Los Angeles, Chicago và New York, ghi nhận số vụ xả súng và giết người tăng cao. Tỷ lệ giết người cũng tăng vọt ở các vùng nông thôn. Các quan chức địa phương và cơ quan thực thi pháp luật chỉ ra căng thẳng liên quan đến COVID-19, sự phổ biến của súng đạn và việc gia tăng bán rượu nằm trong số các yếu tố khiến cho tội phạm bạo lực gia tăng. Tuy tội phạm bạo lực trong các nhà hàng và cửa hàng tạp hóa vẫn còn là một phần nhỏ trong tổng thể ở Mỹ, nhưng số vụ đã gia tăng trong những năm gần đây, theo thống kê của Cục Điều tra Liên bang FBI. Số vụ hành hung nghiêm trọng xảy ra trong các nhà hàng đã tăng 60% từ năm 2018 đến 2020 và số vụ tại các cửa hàng tạp hóa tăng 73% trong giai đoạn này. Bà Becky Mulligan, phó chủ tịch phụ trách hoạt động của chuỗi cửa hàng Pizza 520 cho biết, một trong những người quản lý của cửa hàng Mod Super Fast Pizza Holding LLC của bà trong tháng này đã gọi điện báo một tên cướp có vũ trang tấn công một trong những cửa tiệm có trụ sở tại thành phố Bellevue thuộc tiểu bang Washington. Bà cho hay đã phải đối phó nhiều vụ bạo lực, trộm cắp và cướp giật ảnh hưởng đến chuỗi cửa hàng pizza trong 6 tháng qua, đặc biệt khi giá xăng tăng và nền kinh tế đang gặp khó khăn. Trước tình trạng trên, Mod đang lắp đặt nhiều nút bấm báo động cho cửa hàng của mình và cung cấp những nguồn hỗ trợ tinh thần cho nhân viên sau những sự việc đó. Nhân viên còn được hướng dẫn không bao giờ mở cửa sau của nhà hàng và công ty giới hạn giờ làm việc nếu cảm thấy không an toàn khi làm việc vào ban đêm, bà đã nói. Một số thương gia cho hay về các vấn đề an toàn cửa hàng tại các chợ,
do trộm cắp và tình trạng vô gia cư đã trở thành một thách thức lớn trong những năm gần đây. Để đối phó tình trạng này thì họ đã thuê thêm nhân viên bảo vệ, khóa các sản phẩm dễ bị trộm cắp, đồng thời hướng dẫn nhân viên cách quản lý những cuộc xung đột. Tổng quản lý Costa Torsos của cửa hàng tạp hóa Fresh Marketplace ở khu vực Bucktown thuộc thành phố Chicago cho hay, cửa hàng này từ lâu đã phải đối phó với tội phạm và những người vô gia cư, xin khách hàng cho tiền hoặc là sản phẩm. Ông còn nói rằng ông và một số nhân viên cách đây 6 tháng đã phát hiện một người đàn ông sử dụng heroin trong phòng tắm nhân viên và áp giải người đó ra ngoài. Ông cho biết thêm, Fresh Market cung cấp cho tất cả nhân viên khóa đào tạo về an toàn và huấn luyện họ tránh đối đầu và đàm phán để xoa dịu cuộc xung đột này. Khoảng 72% trong số 18 nhà bán lẻ thực phẩm đại diện cho hơn 12.000 cửa tiệm được FMI khảo sát cho hay họ đang thực hiện những kế hoạch ngăn chặn bạo lực, trong khi 88% cho biết họ sẵn sàng đối phó với nạn trộm cướp. Ông Doe Baker, người giám sát các mối quan hệ trong ngành tại FMI cho biết, các nhà bán lẻ từ lâu đã đối phó tội phạm và những hành vi gây gián đoạn, nhưng số vụ đã tăng lên khi nhiều người phải đối mặt với lạm phát gia tăng và ngân sách eo hẹp hơn. Bên cạnh đó, họ còn chia sẻ có những người vô gia cư cắm trại bên ngoài một số cửa tiệm, đôi khi quấy rối nhân viên và khách hàng hoặc ăn cắp thức ăn đã chế biến sẵn. Chúng tôi đã phải gặp những vụ việc mà buộc phải đóng cửa tiệm trong một khoảng thời gian hoặc đóng cửa tiệm sớm. Nhiều nơi phải thuê thêm nhân viên bảo vệ và trong một số trường hợp đã phải thay đổi cách bố trí để cửa tiệm trở nên không quen thuộc với những tên trộm tiềm tàng. Trộm cắp đang là vấn đề ngày càng gia tăng đối với các nhà bán lẻ ở Mỹ, một phần là do các nhóm tội phạm có tổ chức ăn cắp hàng từ các cửa tiệm rồi bán lại trên mạng. Chiến dịch Don Rancho ra đời trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Tất cả những người Mỹ, các đảng viên đảng Dân Chủ và đảng viên đảng Cộng Hòa, các nhân vật đang có tham vọng ra tranh cử ghế tổng thống cho năm 2024, sẽ nghĩ gì nếu như một ngày gần đây, Tổng thống Joe Biden sẽ thông báo rằng ông sẽ không tham gia cuộc đua cho nhiệm kỳ thứ nhì, ông sẽ về hưu. Các nhà nghiên cứu đang tập trung vào các con số thăm dò ý kiến của Tổng thống Joe Biden, trong khi những người tiến bộ tiếp tục lo lắng về hiệu quả công việc ảm đạm vì tỷ lệ chấp nhận của Tổng thống Joe Biden không được sáng sủa lắm. Ryan Cooper của The American Prospect đã nhận định rằng những người trẻ tuổi sẽ không ủng hộ Tổng thống Joe Biden nữa nếu ông quyết định tham gia cuộc đua trong năm 2024. Đơn giản là vì Tổng thống Joe Biden đã không thực hiện lời hứa xóa nợ sinh viên cho họ và không đủ mạnh mẽ để đối phó với một đảng Cộng Hòa. Nước Mỹ cần một nhân vật trẻ hơn, sáng tạo và năng động hơn. Vào thời điểm mà đảng Dân Chủ đang khao khát, một người đứng đầu mạnh mẽ, cứng rắn và cương quyết, đặc biệt là một số chiến lược để đối phó với tòa án tối cao, thì Tổng thống Joe Biden đã không thấy hành động. Phản ứng chậm chạp và thiếu cương quyết của Tổng thống Joe Biden đối với quyết định Dobbs được mong đợi từ lâu của tòa án tối cao đã lật ngược vụ Roe kiện Wade, làm nổi bật tầm quan trọng của khủng hoảng quốc gia và mức độ thất bại. Một cuộc thăm dò do New York Times công bố vào thứ Hai nhấn mạnh rằng hầu hết các đảng viên bên phía của Tổng thống Joe Biden không muốn ông ra tái tranh cử trong năm 2024, với 67% cử tri của đảng Dân Chủ nói rằng họ thích một khuôn mặt mới, một hình thức mới trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024. Một cựu đại sứ Mỹ tại Bồ Đào Nha, được cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm, Alan Karp, đã đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ rằng Tổng thống Joe Biden từ bây giờ nên tuyên bố ông sẽ không ra tái tranh cử. Alan Kurtz viết rằng, Tổng thống Joe Biden, tôi cầu xin ông đừng cố gắng tham gia vào cuộc đua năm 2024. Đất nước của chúng tôi cần một tổng thống mới, trẻ và năng động hơn. Đó là sự thật. Ông cần phải hiểu điều này để đưa ra một quyết định đúng đắn và kịp thời. Alan Kurtz tin rằng một thông báo như vậy từ Tổng thống Joe Biden sẽ loại bỏ những mối đe dọa của rất nhiều đảng viên đảng Dân Chủ đang phải đối mặt với cuộc bầu cử khó khăn giữa nhiệm kỳ trong tháng 11 tới đây. Ông còn nhấn mạnh rằng lời tuyên bố này cần phải đưa ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mới có tác dụng, còn đưa ra sau cuộc bầu cử sẽ là quá trễ. Tóm lại, để đánh bại càng nhiều đảng viên đảng Cộng Hòa càng tốt vào mùa thu này, Tổng thống Joe Biden nên được coi là Tổng thống một nhiệm kỳ, người sẽ không cần hay không muốn tìm kiếm sự đề cử của đảng Dân Chủ vào năm 2024. Alan Kurtz đã đưa ra một lời kêu gọi từ chiến dịch Don't Run Joe, tạm dịch là xin đừng chạy tiếp
Tổng thống Joe Biden, mà tổ chức Roots Action đã phát động trong tuần này đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Chúng tôi cảm thấy buộc phải can thiệp vào lúc này bởi vì trong khi có một cuộc tranh luận trên phương tiện truyền thông chính thống về việc liệu Tổng thống Joe Biden có nên tham gia vào cuộc tranh cử Tổng thống năm 2024 hay không. Cuộc thảo luận đó quá hẹp và tập trung chủ yếu vào độ tuổi của ông qua một số cuộc thăm dò mới nhất, và họ đưa ra lời tuyên bố mạnh mẽ rằng chúng tôi phản đối việc Tổng thống Joe Biden tiếp tục ra tranh cử vào năm 2024 vì thành tích công việc không khả quan lắm của ông trong cương vị là một tổng thống hay một ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Để đánh bại được đảng Cộng Hòa vào mùa thu này thì các đảng viên của Dân Chủ sẽ gặp khó khăn hơn nếu các lực lượng tiến bộ và tự do phải xoay quanh cuộc tấn công và chỉ trích xung quanh một tổng thống không được ưa chuộng để bảo vệ hiện trạng không thể chấp nhận được đối với thời điểm hiện tại. Những cuộc thăm dò mới đây đã nói lên gần như công khai rằng đảng Cộng Hòa rất có khả năng giành được Hạ viện vào tháng 11 này, có thể với tỷ lệ đa số áp đảo. Cử tri đảng Dân Chủ được kêu gọi ủng hộ đảng Dân Chủ để đánh bại đảng Cộng Hòa trong các cuộc đua quốc hội quan trọng vào mùa thu này, và lá phiếu của họ không mang ý nghĩa là phải ký gia hạn hợp đồng giữ lại Tổng thống Joe Biden cho một nhiệm kỳ thứ hai. Các cuộc thăm dò vừa qua đã cho thấy điểm cứng rắn của cử tri đảng Dân Chủ trong nội bộ đảng Dân Chủ là khá giống nhau. Như vậy, với yêu cầu từ công chúng và ngay trong đảng Dân Chủ của Tổng thống Joe Biden, người Mỹ đã có một suy nghĩ mới mẻ và mong muốn thấy một hình tượng mới của một người đứng đầu trẻ. Tổng thống Joe Biden khẳng định ông có kế hoạch tái tranh cử. Ông tin rằng điều đó sẽ xảy ra nếu ông có sức khỏe tốt. Nhưng theo quan điểm của tổ chức Roots Action, bất kể tình trạng sức khỏe của Tổng thống Joe Biden có còn tốt sau 2 năm nữa, nhưng sức khỏe của đất nước là quan trọng trên hết. Xe Tesla vẫn dẫn đầu đăng bộ ở Mỹ, bất chấp cạnh tranh gay gắt. Hãng phân tích dữ liệu Experian công bố báo cáo cho biết 179.574 xe Tesla mới được đăng bộ trong 5 tháng đầu năm 2022, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Kelly Blue Book. Trong khi đó, BMW đứng thứ hai với 133.209 đăng bộ mới, giảm 11%. Lexus đứng thứ ba với 112.296 xe, giảm 19%. Danh sách nêu trên dành cho xe hơi nói chung chứ không phải chỉ là xe điện. Tesla từng là hãng xe bán chạy nhất trong Mỹ trong quý 4 năm 2021. Khoảng cách của hãng Tesla dường như đang tăng lên so với các công ty khác còn lại trong thị trường. Tesla cũng đã dẫn đầu trong cuộc đua bán xe điện. Màu SUV Tesla Model Y được đăng bộ nhiều nhất với 82.880 chiếc, trong khi chiếc Tesla Model 3 cũng chễm chệ ở vị trí thứ hai là 74.092 chiếc. Ford Mustang Mach-E đứng thứ ba với chỉ 15.491 chiếc. Các hãng xe thay nhau ra mắt hàng loạt xe điện mới trong năm nay, nhưng hầu như không làm ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của xe Tesla cho đến hiện tại. Chiếc Hyundai Ioniq 5 mới giành được danh hiệu xe hơi của năm 2022, nhưng chỉ 10.776 chiếc được đăng bộ ở Mỹ trong 3 tháng đầu năm. Tính doanh số bán hàng của Tesla trên lượng đăng bộ, nguyên nhân là do việc tính toán dữ kiện của Tesla rất phức tạp. Hầu hết các hãng xe báo cáo doanh số bán hàng ở Mỹ hàng tháng hoặc hàng quý, trong khi đó Tesla chỉ báo cáo doanh số toàn cầu theo quý, không cung cấp dữ liệu cụ thể bán riêng ở Mỹ. Vì vậy, dữ kiện về số người đăng bộ có thể là cách tốt nhất để xác định Tesla đang phát triển ra sao ở thị trường của Mỹ. Giống như hầu hết các hãng xe khác, Tesla công bố doanh số bán hàng tổng thể sụt giảm trong báo cáo quý gần đây nhất, thấp hơn 18% so với quý đầu tiên. Đệ nhất phu nhân Ukraine đến Mỹ thực hiện chuyến công du quan trọng. Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska vào ngày 18 tháng 7 đã gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, bắt đầu chuyến thăm Washington, bao gồm cuộc gặp với đệ nhất phu nhân Mỹ Joe Biden. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết, Ngoại trưởng Blinken trong cuộc hội đàm đã tái khẳng định cam kết của Washington đối với Kiev. Cũng trong ngày 18 tháng 7, bà Zelenska có cuộc gặp với bà Samantha Power, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID, cơ quan đã viện trợ hàng tỷ đô la cho chính phủ Ukraine. Bà Zelenska sẽ gặp đệ nhất phu nhân tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 19 tháng 7, một ngày trước khi bà có cuộc phát biểu trước các nhà lập pháp Mỹ ở Điện Capitol. Bà Zelenska theo chuyên ngành kiến trúc nhưng làm việc như một nhà viết kịch bản hài kịch, bao gồm cho cả ông Zelensky, người từng là diễn viên hài kịch với các chương trình truyền hình nổi tiếng khác trước khi đắc cử vào Tổng thống năm 2019.
Kể từ khi cuộc chiến xảy ra, ông Zelensky đã nhận được sự ngưỡng mộ từ người dân Ukraine và những người ủng hộ Ukraine nước ngoài khi ông quyết định ở lại đất nước. Trong những tháng đầu chiến tranh, bà Zelenska đã chủ yếu trú ẩn với các con. Ở buổi phỏng vấn với tạp chí Times vào tháng này, bà đã kể lại quãng thời gian buộc bà phải rời xa chồng vì lý do an ninh. Vào ngày 8 tháng 5, bà Zelenska đã xuất hiện trở lại để chào đón bà Jill Biden, người bất ngờ đến thăm Ukraine. Cả hai đã có một cuộc gặp và trò chuyện tại một trường học. Kể từ cuộc gặp gỡ này, bà Zelenska xuất hiện trước công chúng thường xuyên hơn, trả lời báo chí thường xuyên hơn về khó khăn của người dân Ukraine, cũng như về những dự tính của bà trong thời gian sắp tới. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đe dọa ngăn Thụy Điển, Phần Lan vào NATO. Tổng thống Erdogan cảnh báo sẽ ngưng tiến trình kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào NATO nếu như hai nước không đáp ứng điều kiện của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đã chia sẻ sự chấp thuận có điều kiện của mình với các quốc gia thành viên về tiến trình kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào NATO. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nói sau phiên họp ngày 18 tháng 7, tôi muốn nhắc lại lần nữa rằng chúng tôi sẽ ngưng quá trình này nếu các quốc gia đó không thực hiện những bước cần thiết để đáp ứng điều kiện của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đặc biệt lưu ý rằng Thụy Điển không có hình ảnh tốt trong điều này, ông nói thêm. Tổng thống Erdogan từng cáo buộc Thụy Điển và Phần Lan cung cấp nơi trú ẩn cho các tay súng của người Kurd, đặc biệt là các thành viên đảng công nhân người Kurd, vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố và đặt ngoài vòng pháp luật. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid hồi cuối tháng 6, Tổng thống Erdogan đã kêu gọi Thụy Điển và Phần Lan thực hiện vai trò của mình trong cuộc chiến chống lại khủng bố. NATO vào đầu tháng 7 khởi động các thủ tục kết nạp Thụy Điển và Phần Lan sau khi ký một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một cuộc họp báo vào ngày 18 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Mỹ là Ned Price không bình luận về tuyên bố của ông Erdogan, nhưng nhắc tới việc Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý cho tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan trong hội nghị thượng đỉnh của khối. Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với ba quốc gia đó để tiến trình gia nhập và phê chuẩn ở đây cũng như trên toàn thế giới diễn ra nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. Việc gia nhập NATO phải được sự chấp thuận chính thức của toàn bộ 30 quốc gia thành viên, đồng nghĩa mỗi thành viên đều có quyền chặn việc kết nạp thành viên mới. Ông Erdogan đặc biệt nhấn mạnh việc Thụy Điển và Phần Lan cần phải đáp ứng yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về dẫn độ 33 nghi phạm khủng bố liên kết với đảng công nhân người Kurd PKK hoặc là thành viên nhóm giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen. PKK là tổ chức nổi dậy chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ năm 1984 và bị Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu cùng Mỹ đưa vào danh sách đen. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc giáo sĩ Gulen tham gia âm mưu đảo chính bất thành vào năm 2016, nhưng giáo sĩ này bác bỏ và đang sống lưu vong ở Mỹ. Thụy Điển và Phần Lan vào hồi tháng 5 đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Hành động được đánh giá là bước ngoặt khi kết thúc nhiều thập niên duy trì vị thế trung lập của hai quốc gia Bắc Âu này. Tin Việt Nam, phi trường Tân Sơn Nhất để lọt hành khách mang dao lên máy bay. Nhiều hành khách trên chuyến bay từ phi trường Tân Sơn Nhất đến Nội Bài vào sáng ngày 18 tháng 7 choáng váng khi thấy một bà cầm con dao dài thản nhiên gọt trái cây ngay trong nơi ngồi của hành khách. Hình ảnh trên chuyến bay VN-208 từ Sài Gòn đi Hà Nội lúc 7 giờ 58 phút sáng ngày 18 tháng 7 cho thấy là tiếp viên đang cho khách ngồi ổn định thì bất ngờ hai vợ chồng này đã đem con dao dài khoảng 20cm ra gọt trái cây. Anh Lưu Văn Long ở Sài Gòn, người đã quay lại video và chụp hình sự việc cho biết chuyến bay vừa mới cất cánh chưa ổn định được độ cao đã thấy họ lấy dao ra gọt trái cây ăn. Lúc đó tôi cảm thấy rất bất ngờ và tự hỏi vì sao hai người này có thể đem được dao lên máy bay. Vì chưa ổn định độ cao cho nên tôi phải chờ đến khi ổn định thì tôi đã ấn nút gọi tiếp viên và thông báo sự việc. Một tiếp viên hàng không nữ đã biết được sự việc và trao đổi với phi hành đoàn. Và sau đó, một người nhân viên nam đã đến nói chuyện với người khách này để thu giữ con dao. Tôi không biết có lập biên bản không, nhưng thấy có ký vào một tờ giấy. Bác gái còn hỏi, xuống máy bay có lấy lại được con dao hay không? Là một người đi máy bay nhiều cả trong nước lẫn quốc tế, nhưng đây là lần đầu tiên anh đã thấy được sự việc này. Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được thông tin và đang giao cho Phòng An ninh Hàng không kiểm tra, rà soát toàn bộ sự việc. Và theo trưởng phòng an ninh Cục Hàng không Việt Nam cho biết, căn cứ trên hình ảnh từ mạng xã hội, nhiều khả năng là con dao mà hành khách đem lên máy bay thuộc danh mục bị cấm. Theo quy định hiện hành thì dao lam, dao rọc giấy và các loại dao có lưỡi dài trên 6cm hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi trên 10cm sẽ không được đem vào trong khoang máy bay.
Hiện thì đang được rà soát xác minh cụ thể hành vi vi phạm ở nơi nào, vi phạm đến đâu, có cố ý hay không, có uy hiếp an toàn, an ninh hàng không hay không. Người đứng đầu của cơ quan này cho biết, ông thừa nhận với báo đài, ông biết việc để lọt vật cấm như con dao nêu trên lên máy bay cho thấy khâu rà soát an ninh soi chiếu ở phi trường Tân Sơn Nhất còn quá lỏng lẻo. Việc để lọt vật phẩm bị cấm này, lỗi trước hết là thuộc về khâu an ninh soi chiếu với nhân viên an ninh. Nếu sau khi điều tra mà phát hiện lỗi nghiêm trọng, cố ý, có thể sẽ bị tịch thu giấy phép hành nghề. Quá ghê, thấy cái hình ảnh một con dao mà một người đang lấy ra để mà cắt đồ ăn. Mà máy bay chưa có bay lên cái độ cao nữa thì cái người đó đã móc ra rồi. Trên máy bay tự nhiên mình nhìn thấy một người rút con dao ra là trời ơi, coi như con tim của mình nó sẽ ngừng đập trong giây lát. Rồi, tin chính đã hết, giờ tới phần tin phụ nha Hồng Loan. Ok, rồi hôm nay Bảo Lộc có tin phụ gì đặc biệt không? Nhưng mà trước khi nói tin phụ thì cho Lộc với Loan cảm ơn quý vị một lần nữa, tại vì đã ủng hộ cho những video mà Lộc với Loan vừa post trong những ngày qua. Và khoe với quý vị luôn, bật mí quý vị luôn là có rất là nhiều cái video hấp dẫn khác đang edit. Nhiều lắm nha. Đi chợ Sài Gòn, đi tới cái tiệm may áo dài mà mấy cô chú anh chị thường hay hỏi Hồng Loan nè ha. Rồi đi ăn ốc với lại anh Hữu Châu, nguyên một cái nhóm toàn là những người cousin của Hồng Loan, gia đình anh chị em họ gặp gỡ nhau, chia sẻ đến quý vị. Mới cách đây có 2 ngày đi coi cả nhà, đi coi kịch, bị mưa ướt nhem. Mưa lớn, một mưa lớn kinh khủng mà Lộc chạy xe Honda. Bé Gia Linh ngồi trước, Loan ngồi sau, trùm cái áo mưa, cảm giác giống y chang ngày xưa. Nhưng mà mưa tầm tã quá, Loan muốn lấy cái điện thoại ra để mà quay lại cái hình ảnh đó, dễ sợ luôn đó. Nhưng mà sợ cái điện thoại. Rồi, nói chuyện vui không? Rồi, Loan kể chuyện gì đây? Thì có một bà cụ nọ, 75 tuổi rồi, năn nặc đòi ly dị ông chồng sau 55 năm chung sống. Thì lúc ra tòa đó, ông tòa mới hỏi, vì sao bà muốn ly dị khi mà ông bà quá lớn tuổi như vậy? Bà trả lời, chồng tôi xúc phạm tôi, ông dám nói tôi là con hà mã yêu thương của anh ơi. Ông quan tòa mới thấy ngạc nhiên lắm, vì hai vợ chồng già rồi mà vẫn còn dùng những lời lẽ tình tứ lãng mạn như vậy. Thì ông tòa mới hỏi thêm, ủa vậy ông nói với bà là lúc nào? Cái bà này mới nói, không nói giấu gì ông đâu, hồi đó tới giờ đó tôi cứ nghĩ là con hà mã nó xinh đẹp, nó dễ thương lắm, nên ông chồng tôi mới ví tôi là như con hà mã. Mới ngày hôm qua nè, tôi với thằng cháu ngoại đi sở thú, tôi mới biết mặt con hà mã nó ra làm sao. Tôi về tôi viết giấy ly dị với ông liền. Lãng mạn mà lãng mạn kỳ quá à. Không ví người ta như những cái con gì mà bé bỏng xinh xinh, nở lúc nào dí như con hà mã. Ừ, dí con hà mã. Gặp Lộc là Lộc không bao giờ dí như là con hà mã đâu. Chứ dí gì? Con sư tử đáng yêu ơi. Không con sư tử nào mà hiền như Hồng Loan trơn. Thì đó, có sư tử nào hiền đâu. Ok, ngày hôm nay Lộc là kính gửi quý vị một số thông tin mà nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, đã chia sẻ cũng như đã góp ý cho những chương trình của Loan và Lộc, và luôn luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại Loan biết mặt sư tử rồi, không biết cũng đâu. Ký giấy không?